được chia mấy xào ruộng. Ngày nào cũng vậy, trời nắng cũng như trời mưa, vợ chồng anh mật ra đồng từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối mới về. Đối với vợ chồng anh, ruộng đất là tài sản quý giá nhất. Ơ, chú Xuân Bác ơi, sao người ta lại gọi ruộng đất là tài sản quý giá nhất ạ? Là bởi vì ruộng đất là tài sản quý giá nhất của người nông dân. Ê, còn người... Người nào? Người nào nào? Hôm trước, bố trả bảo với con là tài sản quý giá nhất của bố mẹ ấy thôi. Đúng, cháu là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Cháu hiểu rồi, cháu là tài sản quý giá nhất của bố mẹ này. Bố mẹ là tài sản quý giá nhất của bà nội này. Đúng rồi. Bà nội là tài sản quý giá nhất của... Bà nội là tài sản quý giá nhất của mẹ con mình đấy. Không phải, mẹ phải nói bà nội là tài sản quý giá nhất của cả nhà mình chứ. Các con ơi, nhanh tay lên, buổi chiều còn sắp đám cưới nhà em Hoàng. Dạ vâng ạ. Cái lành thế nào mà lại lấy được đứa tên là Nguyên hay bà nhỉ? Nguyên lành, nghe vần bà nhỉ? Cái tên rất là hay. Nào ơi, nhanh lên không muộn con. Bố đợi con một chút, con hái mấy bông hoa tặng cho chị Lành. Ôi giời ơi. Đi đám cưới người ta tặng hoa hồng, chứ ai lại tặng hoa dại hả con? Chú Bác ơi, ra đây xem này. Chú xem nào. Hoa đẹp không chú? It's beautiful. Đẹp lắm. Bà ơi, hoa dại mà đẹp quá bà nhỉ. Đất làng mình tốt, hoa dại cũng đẹp các con ạ. Con sẽ tặng bông hoa này cho chị Lành. Được rồi, đi nào. Đi nào. Anh Lâm ơi, em nhờ tí ạ. Sao chú? Anh nhìn này, tại sao đất xung quanh khô mà ở đây lại ướt? Vô lý nhỉ. Để em xem nào. Chú định đào á? Dạ, để thôi, 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 để thôi. Có nước chú ạ. Chết. Anh ơi, đường ống nước này dẫn về làng mình ạ? Anh cũng không rõ. Cái dạo thôn mình làm dự án đường ống nước sạch, anh lại theo toán thợ xây, xây nhà mãi trên tỉnh cơ mà. Trời to quá, để anh chám lại nhé. Anh Lâm, không được đâu. Áp lực nước rất mạnh. Anh bịt như thế, không ăn thua gì. Mà còn có nguy cơ là làm đường ống nước vỡ to hơn. Cả làng mình sẽ bị ăn nước bẩn đấy. Phải làm đúng phương pháp. Thay đường ống anh ạ. Thay đường ống á? Vâng, để em về gọi mọi người. Thôi thôi thôi, chú ở đây. Tôi chạy về cho nhanh. Dạ. Bà đưa cháu sang đám cưới trước cho con. Con phải chạy về trong thôn gọi người ra giúp. Theo ơi, thay bố bẩn á. Cả người bố nữa. Được rồi, xong việc bố sẽ thay quần áo mới rồi sang đám cưới sau con nhé. Bố nhanh lên, không hết cỗ nha. Làm sao mà hết cỗ được hả cháu? Chú ơi, hả? Cái lỗ nhỏ bằng kim châm mà con phải sửa ngay hả chú? Phải sửa ngay chứ. Này, nước là nguồn tài sản quý giá của chúng ta. Hôm trước cháu xem chương trình nước sạch trên TV, cháu không nhớ à? Chỉ một lỗ nhỏ bằng lỗ kim thôi, nhưng bọn vi trùng, vi khuẩn nó sẽ chui vào, nó sinh sôi nảy nở. Đấy, thế là nước sạch của chúng ta thành nguồn nước bẩn. Chú nói đúng đấy. Chẳng lẽ mình tắm giặt, ăn uống nước bẩn đấy thì biết bao nhiêu con vi khuẩn nó chui vào bụng đấy. Đấy, cháu sẵn sàng cho giun sán chui vào bụng không? Không, cháu sợ lắm. Như đúng. Thế là ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất chính xác. Có nước sạch là có sức khỏe. Bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ tài sản quý giá nhất của chúng ta.